Chào mừng các bạn đã đến với bản tin Gen Kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách, và ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý dưới đây. Nguyên nhân hai huyện có cấp độ dịch cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng xét nghiệm, nhóm nguy cơ sẽ xét nghiệm RT-PCR định kỳ. Bộ Y tế đã thỏa thuận hợp đồng 200 triệu liều vaccine, cuối năm tiêm mũi 3. Thành phố Hồ Chí Minh còn 1,4 triệu người chưa nhận gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, Bạc Liêu từ vùng đỏ hạ xuống vùng cam. Ngay sau đây, mời các bạn đến với những thông tin chi tiết. Nguyên nhân hai huyện có cấp độ dịch cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, huyện Nhà Bè và Cần Giờ hiện là hai địa phương có cấp độ dịch cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, cấp độ 3, với việc phát hiện nhiều ca COVID-19 mới tại các khu công nghiệp. Phân tích nguyên nhân, bác sĩ Nguyễn Hải Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, huyện Nhà Bè có khu công nghiệp Hiệp Phước và gần khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An. Trong quá trình test nhanh tại các khu công nghiệp, nhiều công nhân phát hiện dương tính. Các khu công nghiệp này chưa có khu cách ly riêng nên công nhân nhiễm COVID-19 được chuyển về điều trị ở địa phương. Ông Nam nhận định, việc này đã gây khó khăn cho quận huyện. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ca nhiễm này chủ yếu trên 18 tuổi, đã được tiêm vaccine nên chỉ có các triệu chứng nhẹ như sốt, đau họng. Ngoài ra có một trường hợp chuyển viện do có bệnh nền. Từ đầu tháng 10 đến nay, huyện Cần Giờ ghi nhận 359 ca nhiễm mới. Nguyên nhân là do công nhân làm việc từ khu chế xuất, khu công nghiệp nhiễm bệnh, họ trở về nhà lây nhiễm cho gia đình và người xung quanh. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng xét nghiệm, nhóm nguy cơ sẽ xét nghiệm RT-PCR định kỳ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, thành phố đang lên kế hoạch triển khai xét nghiệm với quy mô mở rộng hơn nhằm đánh giá tình hình sát hơn với thực tế. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh dự định xét nghiệm với tỷ lệ 4 trên 1.000 dân. Theo tính toán, với 10 triệu dân thì mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phải xét nghiệm ít nhất khoảng 6.000 mẫu. Sở Y tế cũng vừa có hướng dẫn tạm thời thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Trong hướng dẫn này không thực hiện xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn phường, xã, thị trấn hoặc cả quận, huyện. Theo đó sẽ xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ, chợ đầu mối, chợ truyền thống, bến xe, siêu thị, cơ sở bảo trợ xã hội, nhóm nguy cơ, tiểu thương, nhân viên bán hàng, nhân viên bán vé, nhân viên bảo vệ, xe ôm, shipper trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ, ngẫu nhiên của địa phương. Tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng bằng PCR mẫu gộp 10, tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương đương theo cấp độ dịch. Địa phương ở cấp độ 1 xét nghiệm 10% đối tượng, ở cấp độ 2 là 20% đối tượng, ở cấp độ 3 và 4 là 30% đối tượng. Người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi cần điều tra dịch tễ, hoặc người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định. Bộ Y tế đã thỏa thuận hợp đồng 200 triệu liều vaccine cuối năm tiêm mũi 3. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đợt dịch thứ tư với biến chủng Delta lây lan nhanh, mạnh, có khả năng tăng nặng bệnh, gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Song đến nay, nhiều địa phương ở tâm dịch như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An đã kiểm soát được số ca nhiễm, ca tử vong, dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc được kiểm soát. Ông cho biết, chiến lược vaccine đã triển khai rất hiệu quả từ mua, nhập khẩu, nghiên cứu sản xuất trong nước, tổ chức chiến dịch tiêm chủng. Theo đó, đến nay, Việt Nam đã có những thỏa thuận, đơn hàng, hợp đồng lên tới 200 triệu liều, đã tiếp nhận khoảng 125 triệu liều, đẩy nhanh tốc độ đưa vaccine về trong cuối năm nay để phục vụ người dân miễn phí. Tính đến ngày 7 tháng 11, đã tiêm được hơn 90 triệu liều, với hơn 83,8% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều và hơn 40% số người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 liều. Số lượng vaccine hiện nay đã đảm bảo bao phủ đủ liều vào cuối năm nay, đồng thời triển khai kế hoạch tiêm đủ mũi thứ 3 vào cuối năm nay và đầu năm sau. Việt Nam là một trong 20 nước trên thế giới có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, đứng thứ 7 trong châu Á và là một trong nhóm 3 nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới, tính theo số liều tiêm theo hàng ngày và theo tuần, ông Long nói. Ông cũng thông tin thêm là đang tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất vaccine trong nước với hai loại vaccine đang thử nghiệm trong giai đoạn 3, một vaccine đang thử nghiệm ở giai đoạn 2 cùng với các thỏa thuận chuyển giao công nghệ với các quốc gia khác trên thế giới.
Thành phố Hồ Chí Minh còn 1,4 triệu người chưa nhận gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Ngày 8 tháng 11, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, báo cáo của các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã chi gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3 cho khoảng 6,1 triệu người, đạt tỷ lệ hơn 81% so với danh sách khoảng 7,5 triệu người được thẩm định, phê duyệt mà các địa phương báo cáo về phần mềm quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh. Như thế, vẫn còn khoảng 1,4 triệu người nằm trong danh sách được phê duyệt chưa chạm tay được gói an sinh đợt 3 mức 1 triệu đồng trên một người. Gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3 được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ ngày 25 tháng 9 với 5 nhóm đối tượng thụ hưởng. Thời gian chi hỗ trợ dự kiến từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10. Sau đó, Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất kéo dài việc chi trả đến ngày 22 tháng 10 thay vì kết thúc vào ngày 15 tháng 10 như dự kiến ban đầu. Đến ngày 22 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh trễ hẹn kéo dài tiến độ chi gói hỗ trợ tới ngày 31 tháng 10. Riêng 3 quận huyện gồm quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Chánh có thể kéo dài chi đến ngày 7 tháng 11. Tuy nhiên đến nay, các địa phương này đều cần bổ sung kinh phí để chi trả tiếp. Theo ông Lê Minh Tấn, các quận huyện và thành phố Thủ Đức đang cân đối ngân sách để chi dứt điểm. Việc chi trả gói hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn, không được kéo dài vì sẽ mất ý nghĩa chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, Bạc Liêu từ vùng đỏ hạ xuống vùng cam. Chiều ngày 8 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp, nhưng cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 sau khi ghi nhận số lượng F0 giảm đáng kể, nhất là ca nhiễm trong cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã quyết định cập nhật cấp độ dịch của tỉnh từ cấp độ 4 hạ xuống cấp độ 3. Cụ thể áp dụng toàn tỉnh Bạc Liêu sẽ áp dụng cấp độ 3 nguy cơ cao vùng cam từ 0 giờ ngày 9 tháng 11 trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với cấp huyện áp dụng cấp độ dịch cấp 4 có thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu, áp dụng cấp độ dịch cấp 3 có huyện Đông Hải, cấp độ 2 gồm huyện Hòa Bình, Hồng Dân, Vĩnh Lợi và Phước Long. Đối với cấp xã có 8 xã, áp dụng cấp độ dịch cấp độ 4 gồm phường 1, phường 5, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu có 4 đơn vị thuộc thị xã Giá Rai, phường Láng Tròn, xã Phong Tân, xã Phong Thạnh Đông, xã Tân Phong và một đơn vị thuộc huyện Đông Hải là thị trấn Gành Hào. Về cấp độ 3 có 21 đơn vị gồm phường 2, phường 3, thành phố Bạc Liêu, phường 1, phường Hộ Phòng, xã Phong Thạnh A, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, xã Long Điền, Long Điền Tây, Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, xã Vĩnh Bình, Vĩnh Hậu, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, xã Ninh Quế A, Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân. Cấp độ 2 bao gồm 35 xã, phường, thị trấn còn lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của dịch COVID-19. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!